Chào tất cả mọi người, hôm nay mình và chú Hiếu có đến chỗ anh Mai Thế Gian để drop test cây búa 1 tấn lên một đống sơn. Vậy thì sau khi drop test xong thì người bọn mình đều lấm lem sơn rồi, thế nên là hơi bận một chút, mọi người thông cảm nhé. Rồi thì sau đó thì mình và mọi người có cùng nhau test lại với cây 120-150. Rồi mọi người cùng đón chờ xem liệu mình có thể bẻ được cây 120 tì một đùi không nhá. Ok, vậy là mình đã thành công với cây 120. Rồi, tiếp theo sẽ là cây 150 kg. Mọi người nhớ đón chờ ở các video tiếp theo để xem mình có bẻ được không nha.